Rồi, ok. Các mẹ vào sắm đồ cho con yêu đi nào. Hàng đẹp nha. Chất 100% cotton tông. Hôm nay em sẽ live stream tất cả các bộ của shop cho các mẹ cùng xem. Đây ạ. Hôm nay em shop sẽ dở từng bộ cho các mẹ xem nhá. Bên em có size cho các bé từ 6 đến 18 kg nhé. Hôm nay em sẽ... Đây ạ, các mẹ có thể xem hàng trực tiếp và yên tâm với chất lượng của các sản phẩm quần áo trẻ em bên shop nhá. Hàng y hình. Đấy ạ. Bên em hiện tại đang sale, khi các mẹ mua từ 5 bộ giá chỉ còn 90k trên một bộ thôi ạ. Đó. Chất cốt tông các mẹ nha. Mặc mùa hè nên không sợ là bé bị nóng luôn ạ. Các mẹ đã sắm, các mẹ đặt vào rồi đi chơi cho các bé. Đã sắm được nhiều đồ cho các bé chưa ạ? Đây ạ. Bên em có thể giải đáp thắc mắc cho các mẹ nhá. Các mẹ có thể hỏi trực tiếp trên video này nhá. Hoặc inbox trực tiếp cho shop nha. Đó. Hàng chất cực đẹp, cực mịn luôn ạ. Ở cuối chương trình còn nhiều sản phẩm đẹp hơn đấy ạ. Các mẹ cứ từ từ xem, bên em sẽ giới thiệu từng sản phẩm một để các mẹ có thể biết được nhá. 90k trên một bộ thôi các mẹ nhá. Khi các mẹ mua từ 5 bộ, bên em đang có chương trình sale cực lớn đấy ạ. Đó. Hàng chất cực đẹp đấy ạ. Có mẹ nào thắc mắc về sản phẩm thì có thể inbox trực tiếp cho em nhé, hoặc comment trực tiếp tại đây nha. Chất rất là mềm nha. Đây. Các mẹ nào ưng bộ nào chưa nào? Chất vải sờ mát tay luôn đấy ạ. Hàng đảm bảo hàng 100% chất cốt tông nha. Giặt không phai màu. Bên em có rất nhiều mẫu hiện tại, em sẽ giới thiệu cho các mẹ xem để các mẹ có thể lựa cho con yêu của mình nha. Đó. Các mẹ có thể inbox trực tiếp cho em nhé. Là em đang sale chương trình chỉ còn giá 90k một bộ khi các mẹ mua từ 5 bộ cho con yêu nha. Hàng chất mịn mát nha. Đó, bên em có rất là nhiều. Các mẹ có tha hồ lựa chọn. Mua 3 bộ giá bao nhiêu một bộ? Dạ chị Thu Quỳnh, chị mua 3 bộ giá chỉ còn 110k trên một bộ thôi chị nha. Bé như mình bao ký chị nhỉ? Chị inbox trực tiếp cho shop em nhá, bên em có thể tư vấn trực tiếp cho chị và cụ thể hơn về sản phẩm chị nhá. Bên em còn rất nhiều, các mẹ có thể từ từ bên sẽ cho các mẹ xem hết tất cả các sản phẩm bên shop nhá. Hàng thật, chất thì mịn. Mùa hè này không mong con bị nóng nha. Các mẹ nhanh tay inbox cho shop nha. Giá 90k một bộ khi các mẹ mua từ 5 bộ nha. Đây là TM của shop. Bé nhà mình 8 kg bạn nha. Thu Quỳnh, dạ chị Thu Quỳnh ơi, bên em có size cho bé đó chị ạ. Đó. Các mẹ lựa rồi, inbox trực tiếp cho bên em nha.
Em giới thiệu hết một lượt cái sản phẩm bộ phông cho con và cả nhà đây, sẽ giới thiệu cho các mẹ xem các sản phẩm bé có thể mặc đi chơi hay là đi du lịch nhá. Hàng rất là đẹp, chất mịn, không lo bé mặc bị thô ráp ạ. Em có size cho bé từ 6 tới 18 kg nha. Đó. Bao nhiêu một bộ vậy chị? Dạ chị Hiền Tuấn ơi, bên em bán giá 140k một bộ, nhưng mà nếu mà chị mua từ 5 bộ thì giá chỉ còn 90.000 một bộ thôi chị ạ. Hàng chất đẹp chị nha. Chị có quần jean miếng cho bé trai 8 kg không ạ? Chị Thu PV, bây giờ em có những cái bộ này em sẽ bỏ ra để chị có thể xem để cho bé có thể đi chơi được chị nha. Đây ạ, giờ các mẹ cậu bên em có những bộ này. Đầu tiên các sản phẩm cho bé gái á, bộ yếm cho bé gái nha. Yến cho bé trai thì bọn em về hàng sau, còn đây là bộ cho bé gái nha các mẹ nhá. Chất vải cực mịn, cực mềm. Các mẹ xem có led không ạ? Bật HD lên. Các mẹ có thể bật HD để xem chọn chất và các thứ nhá. Đây em sát các mẹ xem này, chất vải rất là mịn nhá. Hàng chuẩn hình nhá, đây là bộ cho bé gái nhá các mẹ nhá. Giá chỉ 175k một bộ này thôi ạ. Chất vải thì các mẹ yên tâm, không phải lo đâu ạ. Đây em còn bộ trai xem. Nha. Còn đây là bộ cho bé trai nha các mẹ nhá. Giá 175k một bộ thôi ạ. Bé có thể mặc đi chơi ạ. Các mẹ nhanh tay inbox nhá, bên em có thể để bên em tư vấn trực tiếp cho các mẹ nhá. Hàng chất mịn lắm, không phải là chất thô đâu ạ, nên bé mặc không sợ thô ráp nữa các mẹ nhá. Mua cho con yêu các sản phẩm ở shop thì yên tâm, không không lo về chất và giá đâu ạ. Bộ này 175k một bộ các mẹ nhá, cho bé trai đấy ạ. Các mẹ có thể cho bé đi chơi này. Đó. Bên em còn rất nhiều hình. Chất vải để các mẹ khỏi phải lo về chất nhá. Hàng này chất mềm mịn á. Giá là 175k một bộ này mẹ nhá. Các mẹ inbox trực tiếp cho em để em có thể tư vấn cho các mẹ nhá. Bé 11 kg vừa không? Chị Nhân đây ơi, bên em cái bé bên em có size cho bé từ 6 đến 18 kg, nên bé nhà mình 11 kg có, em có size chị nhá. Bao nhiêu tiền bộ này? Dạ, bộ này giá 175k một bộ chị nhá. Chất cốt tông mềm mịn đấy chị ạ. Chị ơi, chị inbox trực tiếp cho shop để có thể tư vấn trực tiếp cho chị nhá. Bộ này giá 175k nhá. Đây để giờ em cho các mẹ xem. Rất là nhiều. Trên shop đang hiện tại đang có rất nhiều màu. Chất vải thì cực mềm mịn. Bộ yếm có size cho bé 24 kg không shop ơi? Bộ chị muốn hỏi bộ yếm cho bé gái không chị? Chị ơi, chị inbox trực tiếp cho shop nhá, để bên em có thể xem còn size. Em có thể báo lại sai cho chị nhá. Bộ này giá 175k một bộ các mẹ nhá. Các mẹ có nhìn được không ạ? Đây em còn thứ hai giới thiệu cho các mẹ bộ bé gái nhá, bộ yếm cho bé gái nhá. Cực xinh, chất cực mềm, các mẹ không lo về giá và chất đâu ạ. Yếm cho bé gái giá 175k một bộ các mẹ nhá. Cây áo đây các mẹ có thể nhìn thấy led nhá. Đấy ạ.
tôi chỉ muốn có con gái thôi. Thì bộ lại yêu không đẹp được. Các mẹ có xem được. Đây chất đây các mẹ nhá. Chất cực mịn nhá, nên không lo con mình bị chảy xước da hay là đây chất liệu không phải chất liệu thô đâu ạ. Chất mềm cực luôn ạ. Đảm bảo sản phẩm y hình và các mẹ có thể nhận hàng rồi mới thanh toán nhá. Bên em có ship siêu lên ship toàn quốc đấy ạ. Các mẹ có hỏi gì hỏi thì inbox trực tiếp cho shop nhá, để bên em có thể trả lời và tư vấn cẩn thận hơn cho các chị nhá. Cực nhiều mẫu hot của shop luôn. Đây ạ. Bên em có, chị ơi, chị lấy cho bé bao nhiêu tháng rồi chị? Chị Hoa ơi, bên em có cho bé đấy ạ. Chị xem bộ. Chị ơi em có mú chị nhá. Đây các mẹ có thể xem bộ này rất đẹp đấy ạ. Đấy, chị Hoa chờ em một chút nhá, để em có thể cho chị xem các mú của bên em nhá. Bé 10 tháng thì em có đấy chị ơi. Chị chờ em một chút nhá, để em cho các mẹ xem xong bộ này rồi em. Bộ này giá 175k một bộ đấy chị ạ. Chất cốt tông mềm mịn chị nhá, kể cả quần luôn ạ. Không, quần này không phải quần thô nên các mẹ mặc thoải, các bé mặc thoải mái mẹ nhá. Các mẹ inbox trực tiếp cho shop em để bên em có thể tư vấn trực tiếp cho các mẹ nhá. Chất cực mịn luôn ạ. Áo đây các mẹ nhá. Đây, em có thể giơ áo trực tiếp rồi các mẹ có thể xem trực tiếp chất này. Mặc rất là mịn luôn ạ. Hàng này mình sờ còn mát tay cũng chi các con mặc đây, các mẹ yên tâm nhá. À đây, em lấy mũ cho các mẹ xem nhá. Bên em có nhiều màu đấy chị ạ. Chị ơi, chị lấy bộ cho bé trai hay bé gái? Bé trai 2 tuổi 16kg. Em có size cho bé trai 2 tuổi 16kg đấy chị ạ. Chị ơi, chị inbox trực tiếp cho shop để có thể... Để sắp bên em có thể tư vấn trực tiếp cho chị nhá. Đặt hàng luôn. Hoặc chị có thể inbox địa chỉ cái các bộ lam với cả bộ yếm của bé gái là giá 175k một bộ. Còn đây là mũ của bé giá 75k một chiếc chị nhá. Em có đủ size cho các bé đấy ạ. Các mẹ có thể xem và xem trực tiếp sản phẩm thì để yên tâm khi mua hàng. Đây ạ. Đây các mẹ nhá. Đấy chị Hoa, không biết chị Hoa nhìn thấy sản phẩm, các sản phẩm của chị đã lựa được sản phẩm nào chưa? Chị chờ em một chút em sẽ cho chị xem. Đấy ạ. Bé 10 tháng sắp vào đâu vậy? Chị Hoa ơi, em ở bên Đặng Xá Gia Lâm nhá chị nhá. Em ở bên khu Gia Lâm ạ. Bé 10 tháng em có size đấy chị ạ. Bé nhà mình là bé gái hay bé trai hả chị? Đó. Chị có thể inbox trực tiếp cho shop em nhá. Chị lấy sản phẩm nào đi để bên em có thể là gửi cho chị. Mũ này giá chỉ 75k một chiếc thôi chị nhá. Bé 10 tháng. Đấy ạ. Còn nhiều sản phẩm. Bên em còn nhiều sản phẩm, các mẹ cứ chờ từ một chút nữa để em có thể cho các mẹ xem. Rất nhiều mũ cho bé vào mùa hè này, đi đâu không sợ nắng nóng nhá. Chất thì đảm bảo cực kỳ yên tâm về chất nhá. Happy. Đây, đây thỏ nha các mẹ nhá. Mẹ nào lấy sản phẩm nào thì inbox trực tiếp cho em nha.
gì đẹp thế? Bé nào em cũng có luôn ạ. Lai hàng bên em về nhiều, mẹ lấy sản phẩm nào để báo lại bên em nhá. Các mẹ xỉ thì có thể inbox cho shop nhá. Đó. Em lấy ra giải hết tất cả các cái áo ra cho em, thì em quay một phát cho các mẹ xem. Má, không ai xem lại đâu. Các mẹ xem được hết mũ chưa? Quần áo đi. Vâng, đây rồi em sẽ quay quần áo cho các mẹ xem nha. Đó. Xinh không ạ? Tí em sẽ quay lại toàn bộ tất cả các ảnh em vừa livestream nhá. Chị ơi, mũ hồng này giá 75k một chiếc thôi chị nhá. Chị Trần Linh. Chị ơi, chị inbox trực tiếp cho shop em để đặt hàng chị nhá. Đây ạ. Cho bé trai đi, lon cho bé trai luôn. Bé trai vâng. Bé trai. Mua happy. Chị ơi, tất cả các sản phẩm mua ở bên em đồng giá 75k một chiếc chị nhá. Chị Hồng nhá. Các mẹ xem hết sản phẩm mua đi rồi bên em quay lại quay trực tiếp về các sản phẩm quần áo để cho các mẹ tha hồ lựa chọn nhá. Có đủ size luôn cho các mẹ nhá. Mũ happy giá 75k một chiếc thôi mẹ. Chị Hồng nhá. Đây em giá cho các mẹ xem chi tiết từng. Nhưng mà nhiều mẹ thích xem quần áo hơn. Em cho các mẹ xem quần áo. Đây. Nói thêm lại. Chị Hồng ơi, chị inbox trực tiếp cho shop nhá. Giờ em để em bắt đầu em inbox các em bắt đầu em quay các sản phẩm quần áo cho các mẹ xem nhá. Đây ạ, giờ đến bộ đây các mẹ nhá. Chất quần cực mịn nhá, nên các mẹ không lo là bé mặc sóc ngố nhá các mẹ nha. Các mẹ có nhìn nét rõ không ạ? Đây ạ, em quay trực tiếp áo cho các mẹ xem nhá. Theo nhá mẹ nhá, không phải là hàng in đâu ạ. Giá chỉ 175k một bộ thôi ạ. Đây ạ, quần nhá. Quần hàng này mặc mềm mịn nhá các mẹ nhá, không phải là quần thô đâu các mẹ nhá. Đây ạ. Đó. Đây ạ. Quần này cực cute luôn nha. Các bé có thể mặc ở nhà hoặc đi chơi đều được nhá. Đó, diện. Con yêu có thể đi học được, giá chỉ 175k một bộ thôi ạ. Đấy ạ. Các mẹ nhanh tay inbox cho shop để đặt hàng nha. Chất vải cực mịn nha. Nên các mẹ yên tâm nha. Đó. Quần cũng rất là mịn. Chị ơi, chị Thu Quỳnh ơi, chị inbox cho shop em nhá. Chị gửi lại địa chỉ và số điện thoại bên giao hàng cho chị nha. Bộ này giá 175k bộ các mẹ nhá.
Mặc bộ này con yêu có thể vừa đi học, đi chơi và có thể sử dụng trong rất nhiều dịp. Bộ ngôi nhà, vâng, em biết rồi ạ. Chị ơi, để em để lại bộ này chị nhá. Chị gửi lại thông tin sản phẩm như size của bé cho em chị nhá. Bộ này đẹp, rất man. Chất cực mịn luôn các mẹ nhá. Đường chỉ thì các mẹ yên tâm may cực kỳ là cẩn thận. Giá chỉ 175k một bộ thôi ạ. Chị ơi, bộ này giá chỉ 175k một bộ thôi chị nhá. Bé như mình bao ký đấy hả chị? Chị hoạt dự ạ. Bé nhà mình bao ký ấy, chị inbox trực tiếp cho shop em chị nhá. Đó. Các mẹ xem xong chưa? Các mẹ có thể chụp ảnh lại và inbox thử cho shop nhá, để giờ em có thể quay lại video các cái sản phẩm mà các mẹ chưa xem được nhá. Hàng chất cực đẹp luôn đấy ạ. Bên em vừa hàng về rất nhiều nhá. Bộ cho bé gái, có đồ cho bé gái. Em có đồ cho bé gái 9kg á chị ạ. Chị ơi, chị mặc cho bé ở nhà hay đi chơi ạ? Chị Hồng Nga ơi, bé 9kg, em có size cho bé đấy chị ạ. Đồ cho bé gái 9kg chị ơi. Em có rất về rất nhiều yếm. Để em có thể tư vấn cẩn thận cho chị hơn nhá. Chị ơi, bộ yếm này cho bé gái này, chị ơi, em có đủ size cho bé từ 6 đến 18kg ấy chị ạ. 9kg bé nhà mình có size đấy chị ạ. Chị inbox trực tiếp cho shop chị nhá. Có đồ đẹp cho bé trai 9 tháng 9kg không ạ, cho em xem với. Chị Lily Trần ơi, bên em có rất nhiều size và nhiều bộ cho bé 9 tháng và 9kg chị nhá. Chị inbox trực tiếp cho shop em với. Cho em cả đi chơi vào nhà luôn chị nha. Chị Hồng Nga, bé gái. Chị ơi, bộ này là bộ cho bé có thể đi chơi được này. Đây là em lấy cho chị xem luôn cái bộ bé gái. Yếm bé gái. Đây để em. Đây chị ơi. Chị chờ em một chút nhá, để em cho chị xem nốt cái bộ yếm của bé gái nhá. Xong rồi em sẽ quay đi bộ bé trai cho chị, rất là nhiều bộ đấy ạ. Chị ơi, bộ bé gái chị nhá, bộ đi chơi chị nhá. Áo chất cũng rất là đẹp đấy ạ. Chị đi trần chờ em một chút nhá. Đây ạ, chất rất là mềm mịn chị nhá. Còn bộ ở nhà cho bé gái này chị. Bộ đi chơi giá 175k một bộ các mẹ nhá. Còn bộ ở nhà như bộ này giá, khi các mẹ mua từ 5 bộ giá chỉ 90k một bộ thôi ạ. Vâng. Chị ơi, bộ cho bé trai bên em có rất nhiều chị nhá. Đây, bộ đi chơi bộ này giá 175k một bộ chị nhá. Hàng này chất cực mềm mịn chị nhá. Chị Lily Trần inbox trực tiếp cho shop để xem tất cả các sản phẩm của bên em nhá. Đó, chị có xem đúng không ạ? Bên em có đủ size cho bé đấy ạ. Chị xem được chưa ạ? Chị chụp ảnh lại màn hình giúp em nhá. Chất vải để các mẹ yên tâm về chất nhá. Nhiều bộ trai nhỉ? Chị inbox trực tiếp cho em gửi ảnh cho chị nhá. Đây ạ. Đây. Đang bộ khác đây. Nhiều bộ này.
Bộ này giá 175k chị nhá. Bộ này giá 175k, bé có thể mặc ở nhà hay đi học đều được chị nhá. Chơi chị lấy bộ nào chị book trực tiếp cho em nhá. Chất cực mềm mịn và mát luôn ạ. Bộ này giá 175k bộ nhá. Còn đây là các bộ cho bé trai giá chỉ khi các mẹ mua từ 5 bộ giá 90k một bộ các mẹ nhá. Hàng chất liệu 100% cốt tâm, mẹ là mua thì inbox trực tiếp cho bên em để em tư vấn cho chị nhá. Các mẹ nào quan tâm đến sản phẩm bên em thì cứ inbox, cứ comment tại đây nhá, tí bên em chị inbox trực tiếp lại cho các mẹ nhá. Các bộ này các mẹ mua từ 5 bộ giá chỉ 90k một bộ thôi các mẹ nhá. Chất cốt tông mịn nhá các mẹ nhá. Hình này là hình in nhưng mà hình dán các mẹ yên tâm về nhá. Đây ạ. Chất này thì cực mát rồi. Rất là nhiều sản phẩm, rất nhiều mẫu. Bộ này giá chỉ 90k trên một bộ khi mua từ 5 bộ thôi các mẹ nhá. Các mẹ inbox trực tiếp cho bên em nhá, hoặc chụp ảnh lại màn hình để có thể báo lại bên shop, bên shop có thể chuyển hàng cho các mẹ nhá. Hình này toàn bộ là hình in nhá các mẹ nhá. Đó, đây là giặt không phai màu nên các mẹ yên tâm. Toàn bộ là hình in nhá, giặt không phai màu. Bên em có bộ cho bé gái đấy ạ. Bộ ba lỗ cho bé gái size, có size 24kg đấy ạ. Có mẹ nào có bé có thể lấy cho bạn nhá. Chất cốt tông giá 90k một bộ. Tối nay lúc 8 giờ bên sẽ live stream trực tiếp ở trên Lola Kids. Các mẹ có thể lên để xem các sản phẩm bên em nhé. Và có hỏi và thắc mắc gì các mẹ có thể inbox trực tiếp cho shop em, hoặc là inbox trực tiếp tại đây để bên em có thể tư vấn cho các mẹ nha. Có rất nhiều sản phẩm. Xin chào tất cả các mẹ nhé.